Yêu rất nhiều rồi, yêu tới đỉnh điểm, yêu như chưa bao giờ yêu, chuyển sang phai màu rồi chấm dứt đó. Thì mình gọi là cái hiện tượng đó là cái sự thay đổi. Thuật ngữ trong nhà Phật hay gọi là vô thường. Bản thân mình là một cái tổng thể luôn luôn vận hành thay đổi. Cái sự thay đổi này có khi sẽ tốt hơn, có khi sẽ tệ hơn. Vào cái thời điểm mới yêu, ai cũng đưa ra cái phiên bản tốt nhất của mình. Nhưng mà khi yêu nhau nhiều thì những cái phần đấy nó hơi rơi rụng đi. Thời gian chia tay thì nó luôn có một cái sự tiếc nuối về cái phiên bản tốt nhất mà mình đã từng yêu. Đúng là lúc chia tay thì cái sự xấu một là mình nhìn thấy nó rõ hơn, mình không được tô hồng về tình yêu nữa. Mình cũng thích nói ra để cho mình như một cái cơ chế tự bảo vệ bản thân là cái quyết định của mình là đúng. Đúng rồi. Mình không tạo ra sự ân hận. Có những người có rất nhiều tài năng, có rất nhiều sự thông minh, nhưng mà họ rất vụng về trong tình cảm. Mặc dầu là họ yêu thương là chân thật đấy, nhưng mà họ thương theo bản năng thôi. Còn thương một cái người mà có tâm lý khá phức tạp hay là quá sâu sắc ấy, thì họ có thể bị thất bại. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với một podcast rất là mới có tên là Yêu Lành. Chữ yêu ở đây cũng có thể là chữ yên nếu mà mình xoay một cái chữ cái cuối lại. Đồng hành xuyên suốt với series Yêu Lành thì Vietcetera và Thế Minh rất là vinh hạnh mời được thầy Minh Niệm. Cũng trong một cái khung cảnh mà có thể là cái âm thanh nó sẽ hơi ảnh hưởng một chút, thế nhỉ? Có tiếng gió này, có tiếng chim này, thỉnh thoảng có tiếng con người cắt cỏ hay là xây dựng xung quanh một chút xíu. Nên là nếu mà mọi người nghe mà nó hơi không ổn định âm thanh thì mọi người thông cảm. Đầu tiên thì xin được chào thầy quay trở lại với Cetra. Chào Thị Minh, chào các bạn. Trong podcast Yêu Lành thì tất nhiên là chúng ta sẽ nói về chủ đề tình yêu. Tình yêu thì rất là rộng, nhưng mà chúng ta sẽ chọn chia sẻ về từng giai đoạn của tình yêu. Và trong cái tập đầu tiên thì Thúy Minh cũng xin phép thầy Minh Niệm là mình sẽ nói về cái điểm cuối của tình yêu. Thường người ta sẽ nói điểm bắt đầu là lúc mà người ta hết hết yêu này, hết một mối quan hệ này. Và mọi người sẽ thấy là vai trò của thầy Minh Niệm và Thúy Minh rất là khác nhau. Nếu Thúy Minh tự nhận là mình có thể hơi yêu nhiều và trải nghiệm nhiều một chút xíu thì thầy Minh Niệm là một bậc thầy về quan sát. Thì mình cũng đoán là rất là tự nhiên nhiều người đến tâm sự với thầy về chuyện tình yêu không ạ? Thầy đã bắt đầu công việc lắng nghe các cặp lứa đôi nay gần 20 năm rồi đó Thùy Minh. Thì ngày xưa là bắt đầu là từ nhóm các anh chị thiền sinh. Họ đến thực tập thiền mà đôi khi thực tập rất là lâu nhưng mà không có nhiều kết quả. Thì mới biết rằng là cái câu chuyện hôn nhân của họ, chuyện tình cảm của họ nó có ảnh hưởng rất lớn đến cá nhân của mỗi người trong việc công việc cũng như là phát triển bản thân. Và từ đó là thầy cũng được mời tham gia vào để ngồi nghe câu chuyện của các anh chị từ góc độ của một người vốn là nhạy cảm về tâm lý từ hồi nhỏ, rồi lớn lên có thiền tập, mình có những cái góc nhìn sâu được nhiều lớp về tâm lý hơn là một số người, và cũng có gọi là kinh nghiệm để mà ngồi lắng nghe và thấu hiểu rất nhiều câu chuyện tình cảm. Tuy nhiên vì không phải là người trải nghiệm cho nên là cũng sẽ có những giới hạn nhất định. Thế là mới cần có Thùy Minh ở đây. Vâng, thì mình đang để trong vai là người trải nghiệm. Và có một cái điều mà thì mình cũng chưa có chia sẻ với kể cả với thầy hay là với gọi là ra phía bên ngoài. Và nhất là để phục vụ trong cái chủ đề này thì mình cũng vừa bước ra khỏi vừa hết vừa chấm dứt một cái mối quan hệ mà nó kéo dài 9 năm. Thực ra nó không hẳn là một cuộc hôn nhân nhưng mà mình có con với một cái người đối tác của mình. Cho nên mình sẽ hỏi thầy luôn là thường thì thầy khi thầy quan sát thì cái lúc mà thời điểm hết ấy, nó là một cái sự kết thúc nó thường xảy đến nhanh hay là từ từ? Nếu mà nó đến nhanh á, thì thường là tình yêu nó không có đủ sâu. Vì mình có thể quay trở lại câu chuyện định nghĩa về tình yêu á, nó là một cái sự rung động sâu về cả về cơ thể vật lý cũng như là về cả tâm hồn. Thì trong cái tình yêu nó có chứa nhiều cung bậc khác nhau. Nếu mà
chỉ là một mối liên hệ tình cảm nó thiên về sự rung động về cảm xúc của cơ thể vật lý á, thì mình sẽ mau chán và sẽ kết thúc nhanh, hoặc là sẽ dễ bắt qua một mối liên hệ tình cảm khác nếu như những cái nhu cầu cảm xúc mình á, ngày càng một rộng lớn hơn mà đối tác của mình, cái người thương yêu của mình trước kia họ không đáp ứng đủ, hoặc là chính họ thay đổi đi làm cho cảm xúc hai bên không còn tương xứng với nhau nữa. Nhưng mà trong tình yêu cũng có những cung bậc khác sâu hơn, đó là khi người ta yêu thì người ta đi tới cái nghĩa thương nhau, thương cuộc đời nhau, thương tính cách của nhau, thương những giá trị của nhau, thương tâm hồn đẹp của nhau. Để rồi trong cái thương đó người ta muốn sẻ chia, muốn gắn bó, muốn đồng hành. Đến một cái lúc nào đó vì những lý do lớn lao nào đó thì muốn mà rời bỏ nhau để mà chấm dứt thật sự là một cái hành trình rất là dài và rất là khó khăn để rứt ra được, vì họ đã thuộc về nhau rất nhiều rồi, gắn bó với nhau rất là nhiều. Cho nên gần như là lấy đi một phần nào đó trong con người mình ra, đâu có thể nào mà dễ dàng và tức thì được. Tại mình có cảm giác là người ta luôn yêu, có lẽ là cũng chỉ nói cho bản thân mình được thôi. Người ta hay yêu một cái hình mẫu lý tưởng. Và cái thời điểm mới yêu, ai cũng hơi là đưa ra cái phiên bản tốt nhất của mình. Nhưng mà khi yêu nhau nhiều thì những cái phần đấy nó hơi rơi rụng đi. Cái cảm giác khi mà thời gian chia tay thì nó luôn có một cái sự tiếc nuối. Có thể nó có một cái phần của mình rời đi, nhưng nó là một cái sự tiếc nuối về cái phiên bản tốt nhất mà mình đã từng yêu. Cho nên rất là nhiều cái cặp đôi ở cái đoạn cuối mà chia tay ấy, nó không được êm đẹp. Nó có mâu thuẫn này, rồi nó có cái sự chán ghét. Mình sẽ khoan nói đến những cái cuộc chia tay mà nó diễn ra dịu dàng êm đẹp, nó như một cái sự rời đi. Mình mất mát đấy nhưng mình biết là nó phải rời đi. Nó có một cái lực tự nhiên. Nhưng mà thường thì mình quan sát thì mình hay là trải nghiệm bản thân là nó là cái việc là cái lúc đấy nó phải bùng. Thì mình không biết là bao nhiêu thì nó cũng là câu chuyện tính cách hay không, hay là thường thì người ta phải trải qua mâu thuẫn, người ta phải trải qua một cái không còn yêu nữa thì mới hết chứ. Từ yêu mà yêu rất nhiều rồi yêu tới đỉnh điểm, yêu như chưa bao giờ yêu, rồi chuyển sang phai màu rồi chấm dứt đó, thì mình gọi là cái hiện tượng đó là cái sự thay đổi. Cái thuật ngữ trong nhà Phật hay gọi là vô thường, tức là mọi thứ về cơ thể vật lý cũng như là tâm lý mình đều là vô thường. Bản thân mình là một cái tổng thể luôn luôn vận hành thay đổi, và người kia cũng là một cái hợp thể như thế. Thì cái sự thay đổi này có khi sẽ tốt hơn, có khi sẽ tệ hơn. Thành ra trong một cái liên hệ tình cảm, mình có thể ví như là họ hai người cùng trồng một cái cây, và cái cây đó sẽ được chăm sóc, nếu mà chăm sóc đúng hướng đúng cách thì nó sẽ được sinh tốt và càng ngày nó sẽ cho ra hoa ra trái, tức là tình yêu sẽ càng ngày càng một lớn dậy hơn. Tức là hai bên cùng có nhiều cái đồng điệu hay là nhiều sự yêu thích lẫn nhau, mà cái sự chán nó không xảy ra là vì họ có quá nhiều thứ mà họ trân quý nhau và nó không phát sinh ra những cái khác. Thật ra thì nó cũng có một cái tâm lý như vậy, đó là khi mình vẫn còn đang yêu thích đối tượng này nhưng mình vẫn có thể yêu thích một đối tượng khác, thì mình tạm gọi đó là tâm tham đó. Tức là khi tâm tham nó phát triển, nó mạnh, nó lấn át đi những cái tâm như là nghĩa tình giữa hai bên xây dựng với nhau, thì tâm tham đó có thể sẽ dẫn dắt và làm cho chúng ta có thể là đi ngoại tình, tức là bỏ rơi một cái liên hệ mà mình rất là quý giá. Còn trong khi một cái liên hệ mà ngày xưa mình rất là yêu thích người đó, rất là hình tượng người đó, nhưng mà chính người đó họ không giữ được cái sự đáng yêu đó hoài mãi, là một phần lý do tại người đó. Thứ hai cũng có thể là vì chúng ta, tức là chúng ta đó có thể không còn thích cái gu đó nữa, không còn thấy cái điểm đó là lấp lánh, là chiếu sáng. Trước đó vài năm thì chúng ta cho rằng cái hình mẫu này hay là tính cách này hay là giá trị này là quý nhất. Nhưng mà vì chúng ta sau này có thể đã thay đổi cái gu nhận thức và cảm xúc của mình, cái cảm xúc nó cũng thay đổi nữa, đôi khi mình cũng không có điều khiển được nó nữa, nó tự động nó chọn một cái sự yêu thích kiểu khác đó, và mình không có làm chủ, không cưỡng lại được thì sẽ bị nó dẫn dắt. Thì tới một lúc nào đó, kể cả khi người đó vẫn giữ được cái sự đáng yêu đó nha, bạn bè xung quanh người thân đều nói người này rất quý giá, rất đáng yêu, nhưng mà mình thì cho rằng là không còn quá đáng yêu nữa. Một là mình cho rằng là vì mình là ở trong chăn mới biết chăn có rận, tức là mình là ở bên trong mới biết nhiều cái ngóc ngách,
sâu thẳm của người đó mà mình không có đồng tình. Hai á, là có thể là vì thật sự là cái nhu cầu về một cái đối tượng mà mình muốn nương tựa hay là đồng hành trong cuộc đời đó, nó đã rộng lớn hơn hay là nó đã sâu sắc hơn mà nơi cái người mình thương yêu không còn đáp ứng được nữa. Ở Việt Nam, riêng ở Việt Nam, cái lực kéo của cái việc là hình ảnh của một cặp đôi nó rất hay xen vào chuyện của hai người. Có thể nếu mà mình sống ở một nơi khác và không có sự liên hệ với bạn bè hay gia đình, cái chuyện hết nó có thể diễn ra sớm hơn. Sớm hơn. Tại vì cái sự thay đổi của mình nó đã xảy ra sớm hơn. Ừ. Nhưng mà do hình ảnh gia đình đẹp này, mọi người quen nhìn thấy này, rồi ở Việt Nam, nhất là cặp đôi mà đã có con với nhau, thì rất hay chịu cái việc là ôi con mình, phải sống cho con mình. Đấy. Theo thầy nhìn thì nó khi đã hết rồi thì có cái cách nào nó đệm được cái sự rời đi đó không? Ví dụ thì mình sợ nhất khi mà tuyên bố cái chuyện là muốn chia tay với anh người yêu thì không phải là với anh đấy mà là với hai người, một là mẹ và hai là với bản thân mình. Cái đó nó cũng có ưu và có khuyết đó. Thì mình giờ mình nói cái ưu trước á, thí dụ như là trong truyền thống Việt Nam mình á, là phải cưới nhau rồi họ mới trao thân với nhau, rồi họ cần có lễ cưới, rồi họ sẽ được họ hàng chấp nhận, rồi phải có sự cắm rễ sâu giữa hai bên gia đình và rất rất nhiều thứ xây dựng nên hình ảnh và có thể gọi là danh dự để mà mình là một phần quan trọng của đời sống và cũng là quan trọng của một cuộc hôn nhân. Và chính vì vậy á, làm cho hai bên nó sẽ cứ phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Có thể là hai bên sẽ có những cái rạn nứt, có những cái đổ vỡ và thậm chí là họ sẽ nghĩ đến việc là phải chia tay. Nhưng mà vì sợ mẹ buồn, sợ gia đình hai bên buồn, sợ dòng họ biết, sợ bạn bè cười chê đó, thì họ lại cứ nỗ lực. Nhờ họ kéo dài thời gian đó, đó thì họ qua một cái giai đoạn khó khăn của một người hoặc là của hai người. Cái hôn nhân họ trục trặc là do một bên có vấn đề hoặc là hai bên có vấn đề, nhưng mà nó ở một cái giai đoạn thôi. Qua cái giai đoạn đó có thể ảnh hưởng từ kinh tế nè, ảnh hưởng từ con cái nè, ảnh hưởng từ tâm sinh lý mỗi người, ảnh hưởng từ cả cái câu chuyện của cộng đồng và xã hội nữa. Qua cái giai đoạn đó thì bỗng dưng là họ trở thành một con người mới hơn, vững chãi hơn hoặc là mở lòng ra nhiều hơn, thì họ lại có thể chấp nhận nhau trở lại và đi tiếp. Thì cái tỷ lệ đó cũng không phải là ít đâu. Và thì thấy là những thế hệ trước họ sống bằng cách đó, tức là họ kiên trì họ sống để vượt qua những giai đoạn khó khăn để rồi tìm thấy những cái nghĩa đẹp với nhau. Nhưng mình cũng phải thấy cái mặt khuyết của nó là người ta phải chịu đựng nhau rất là nhiều, người ta tổn thương tâm lý với nhau rất là nhiều trong hôn nhân, trong cái sự chịu đựng khi mà hai bên không còn yêu nhau nữa. Có những trường hợp hai bên không còn yêu nhau nhưng mà vẫn còn thương nhau, tức là thương vì cái nghĩa đó, hy sinh cho nhau á, nhưng mà vì vì con hay là vì bản thân họ chưa sẵn sàng để bước thêm bước nữa, hoặc là họ có những cái nỗi sợ là phải rời xa một mối quan hệ đó, nhất là phía nữ sợ bị bỏ rơi, họ vẫn cứ ở như vậy. Đôi khi cái nghĩa thương đó cũng có thể kéo dài thêm vài năm nữa, thì trong cái vài năm nữa thì họ có thể họ dành cái khoảng thời gian đó để vun đắp thêm cái liên hệ cho con của họ, hoặc là họ có thể cho nhau thêm một số nghĩa nữa để làm hành trang bước vào đời. Cho nên cũng chưa chắc là họ kết thúc sớm là sẽ hay hơn hay là kéo dài thêm là hay hơn. Nhưng cũng có lắm các mối quan hệ là họ đã không còn yêu, không còn thương, có những cái mâu thuẫn xung đột mà càng ở với nhau càng lâu, càng sâu thì càng làm tổn thương nhau. Mà tại sao họ không chia tay nhau? Là vì họ không đủ can đảm để bước ra cuộc hôn nhân đó. Đó, như thì mình nói là có thể là sợ bị cười chê, sợ phải đối phó với miệng đời, với hai bên dòng họ, rồi họ cũng phải đối phó với chính họ là vì họ chưa sẵn sàng để dám độc hành độc bộ bước đi trong cuộc đời, vì họ đã gắn bó với nhau chừng ấy năm trời rồi. Họ không tin rằng là họ đủ sức để đứng một mình được, hoặc là dù có tin nhưng mà rất là sợ là mình không biết là phải chống chọi với mọi thứ sẽ như thế nào. Trong cái cuộc chia ly và chấm dứt đó, mình sợ nói với bản thân mình thì đấy là cái hình ảnh. Tuy nhiên ngày nay thì xã hội được thiết kế để con người ta sống chủ động. Ví dụ hồi xưa
một chuyện là kinh tế, thế nhưng mà nó là cái hình thái nữa. Bây giờ có mạng internet này, cảm giác mọi thứ nó được thiết kế để người ta cứ làm việc một mình. Mạng xã hội cũng thế, tức là làm việc một mình chứ có ai đâu mà lên couple. Hồi xưa ví dụ đi ra một cái event, đi ra một cái sự kiện thì phải đi chung với nhau, còn bây giờ là tham gia một cái gì đấy online thì một mình là được. Có lẽ cái tâm lý đấy nó cứ những tưởng là làm cho con người ta dứt nhau dễ ra hơn. Nhưng Thùy Minh, với cái chuyện của Thùy Minh thì nó là nó thậm chí nó xảy đến sâu hơn, nó như một cái vết cắt nó sâu hơn, tức là mình không quen được cái việc là mình một mình, tiền nong chung nhau này, giấy tờ chung nhau này, con cái, những cái lựa chọn. Và nhất là đàn ông trong một cái mối quan hệ rất là hay nói là phụ nữ cứ quyết đi. Đấy, thì vừa rồi mình nhắc đến chuyện là có thể phụ nữ sẽ hơi không chủ động trong việc chia tay bởi vì hơi lo lắng. Thế nhưng thì mình không biết là đàn ông trong một cái cuộc chia tay, họ hay được coi là người mạnh mẽ hơn, hay được coi là người, thậm chí là có một những cái đồn theo kiểu đàn ông sẽ dễ có người mới hơn nữa nhá. Trong cái quan sát của thầy ấy, đàn ông khi mà chia tay họ có phải suy nghĩ nhiều về việc là họ một mình như thế nào hay không? Cũng có nhiều nhóm đàn ông khác nhau, Thùy Minh. À, thầy nghĩ cũng có nhiều người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, cũng rất là quan tâm yêu thương cái người bạn đồng hành của mình, dầu biết rằng là sẽ phải chia tay đó, họ cũng sẽ suy nghĩ nhiều. À, nhưng mà thầy đoán là chắc sẽ không nhiều bằng bên phía nữ đâu. Nhưng mà cũng có những nhóm người đàn ông á, không có đủ mạnh mẽ để nói là chia tay. Họ chờ bên phía bên kia đủ chán, và chính phía nữ phải là cái người tuyên bố chán và rút lui, tức là họ sợ họ chịu cái điều tiếng là một là cái người phản bội, hai đó là họ cũng không có đủ can đảm để nói cái là chia tay với cái người có quá nhiều ân tình với mình, bản thân họ không đủ sức để làm điều đó và họ đẩy trách nhiệm về phía bên kia. Thành ra khi mà ngồi tư vấn về hôn nhân đó thì những người như tụi thầy là những người không có quyền đưa ra cái quyết định, nhưng mà mình ngồi mình phân tích để thấy là nếu mà ở lại thì cái ưu bao nhiêu và cái khuyết bao nhiêu phần trăm, và nếu chia tay thì cái nào là lợi, cái nào là hại đó, để họ tự chọn lựa. Thì tụi thầy cũng không quá khuyến khích những cái cặp vợ chồng mà họ không còn tình yêu, tình thương với nhau nữa mà ở lại. Tụi thầy chỉ phân tích thôi, thì họ có quyền chọn lựa. Tuy nhiên nếu như trong một cái liên hệ đó mà tình thương họ còn rất là sâu nặng, mà tình yêu đã hết đó, thì tụi thầy có cố gắng để khuyến khích họ kéo dài thêm một khoảng nữa để xem tình yêu nó có trở lại hay không. Vì nếu mà không còn tình yêu thì sẽ rất khó để tiếp tục đi một đoạn đường quá dài nữa, khi mà bên này cứ phải tiếp tục hy sinh cho bên kia. Có những bạn còn rất trẻ mà phải đánh mất tuổi thanh xuân như vậy thì rất là đáng tiếc. Rất nhiều người mang trẻ con như một cái đối trọng vô cùng quan trọng trong cái quyết định là họ hết hay là không hết. Ví dụ như trường hợp của bố mẹ Thùy Minh là mình được lớn lên trong cái gia đình rất là cảm thấy hoàn hảo, cho đến lúc mình nhìn thấy cái sự rạn nứt, nhưng mà lúc đấy mình lớn hẳn rồi, mình rất là biết ơn cái sự có thể là có những cái đoạn lên xuống gập ghềnh nhưng mà bố mẹ giữ hoàn toàn. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều cái quan điểm cho rằng là trẻ con nó sống trong một cái môi trường mà bố mẹ không yêu thương nhau nữa thì nó cũng còn khổ hơn. Và cái trường hợp của Thùy Minh đi vào hướng là như vậy, tức là nếu mà mình không có yêu thương, không có kết dính ấy, thì trẻ con sẽ cảm thấy, sẽ nói chung là sẽ còn khổ hơn. Thì thầy quan sát thì càng thường cái cặp đôi sẽ họ nghĩ nhiều đến con của họ không, hay là sau khi chuyện kết thúc thì họ mới nghĩ? Thì cũng có người này người khác đó. Đúng. Nếu mà họ đã hết yêu thương nhau rồi đó, mà vì đứa con mà ở lại đó, thì chưa hẳn là sẽ thật sự tốt cho đứa con đâu. Là vì cái năng lượng tiêu cực mà họ Nhiều. cứ mang đến với nhau đó, rồi đứa con sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Và cái cách mà chăm sóc, hướng dẫn, dạy bảo con đó, cũng theo hai chiều hoàn toàn khác nhau. Cái chuyện mà cha mẹ không có hạnh phúc là con cái nó nhạy cảm, nó có thể cảm nhận được và nó không có điểm tựa được trong cái mối liên hệ đó. À, và nó sẽ vẫn sẽ phải tổn thương dù rằng là bố mẹ vẫn còn ở đó.
Trong khi nếu như hai người đã thật sự là không còn yêu thương nhau nữa và hai người vẫn còn con đường tương lai phía trước để mọi người tự chọn thì vẫn có cách để có thể, tất nhiên tốt nhất là giữ được một cái tình bạn, tôn trọng nhau để có một cái liên hệ tốt đẹp để được thường xuyên kết nối với đứa con. Bằng cách này hay là cách khác, cho dù là đứa con ở với bố hoặc là đứa con ở với mẹ đó, thì thầy thường khuyên rằng là giai đoạn này có thể bạn không phải là người trực tiếp để chăm sóc con, để cho con nhiều giá trị tốt nhất mà bạn muốn, thì là ở một cái giai đoạn khác. Giai đoạn khác bạn có sẽ có nhiều cách để kết nối với con. Khi mà đứa con nó đủ lớn, đủ hiểu thì ngoài cái việc là bạn yểm trợ về tài chính ra thì bạn còn có thể kết nối về đời sống tâm lý của con. Nếu như bạn thật sự là yêu thương con của mình thì không nhất thiết là phải ở trong đó để rồi thành một cái địa ngục ở trong đó mỗi ngày, người này làm khổ người kia, con đều chứng kiến và đều tổn thương hết. Thì nói cho cùng thì cho dù cha mẹ có ở chung với nhau hay là thật sự tách ra khi mà hai bên đã rạn nứt, đã chia tay nhau thì ít nhiều tâm lý con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thì cái phần này đó chúng ta phải có ý thức để không phải gọi là bù đắp đâu. Bù đắp chỉ là một phần rất là nhỏ. Thường là mình có khuynh hướng bù đắp. Thí dụ như đứa bé ở với mẹ thì mình sẽ thương gấp đôi vì nó không có bố, hoặc là ngược lại. Thì cái đó là cũng cần thiết, nhưng mà quan trọng đó là mình dõi theo cái hành trình tâm lý của đứa bé đó để xem đứa bé nó có những cái tổn thương hay không để mình kịp thời giúp đỡ hoặc là nhờ các chuyên gia giúp đỡ tâm lý của đứa bé đó. Mình có hỏi những người bạn họ đã từng bố mẹ chia tay hồi còn nhỏ ấy. Một cái điều mà họ không thích đấy là họ nói rằng là những đứa trẻ con thường là người biết sau cùng, tức là bố mẹ đã có quyết định hết, và người lớn khi mà trong một cái mối quan hệ đã hết thì có thể là rất là phũ với nhau, tức là nói thẳng vào mặt nhau, nhưng mà với đứa trẻ con rất hay nói dối, mẹ thì đi học này, hay là mẹ đang có việc bận phải đi công tác này, hay là bố đợt này phải đi vắng này. Tức là trẻ con luôn là cái đối tượng biết sau cùng. Thì chính vì thì mình hỏi bạn bè là khi mà họ chia tay, tại vì là thì mình lại được sinh ra trong gia đình mà bố mẹ không chia tay, cho nên là hỏi đấy, thì nó giống như nó giúp em có một cái kinh nghiệm là khi mình chuẩn bị chia tay thì mình nói với con, tức là mình hỏi hai đứa con là nếu đến một lúc mà bố mẹ hai người sống hai nhà thì sao. Trẻ con nó gần như là nó có một cái quyết định gì đấy ở trong cái chuyện này, và nó không bị quá là hụt hẫng Đúng khi mà nó thấy tách ra. Tuy nhiên có một thứ mà thì mình cảm thấy nó ghê gớm hơn mà mình phải đối mặt, đấy là lại câu chuyện là những cái mối quan hệ xung quanh. Mọi người rất hay nhìn đứa trẻ con là nó thiệt thòi nếu bố mẹ chia tay. rồi. Em rất là không đồng ý. Em không biết là tại sao. Em nghĩ là chỉ cần một người nào đấy nói một, là ví dụ thầy mà nói với thầy Minh là thầy Minh thiệt thòi là tự dưng mình đã cảm thấy thiệt thòi rồi. Đúng rồi. Tức là nói ra một cái thứ mà khiến cho, và nó bắt đầu nó áp đặt vào tâm trí người ta. Đến mức độ mà em xung khắc với mẹ em nói là bây giờ bà không được gặp cháu cái thời điểm này, bởi vì là bà liên tục nói là mẹ thương cháu quá, mẹ thấy cháu thiệt thòi quá không có bố với mẹ, hay là kể cả ở với bố thì cũng không được chăm sóc bằng như mẹ, tức là những cái như thế. Đây là tâm thức cộng đồng rồi. Mình ở trong cái văn hóa Đông phương thì mình phải chấp nhận đó, thì mình thế hệ trước là như vậy. Thì chắc chắn mình cũng biết đó là từ tình thương thôi, nhưng mà đó là cái góc nhìn của thế hệ trước. Cứ cho rằng là hễ có một cặp là yên ổn, kiểu như con cái là lập gia đình là yên ổn vậy đó, chứ còn không có đi sâu vào bên trong để biết câu chuyện như thế nào. Thì ở đây người lớn cũng cần được thấu hiểu đó. Thành ra thì mình nên dành thêm nhiều thời gian để tâm sự với bà, để kể hết về hôn nhân, rồi kể về những diễn biến tâm lý và cái góc nhìn thời đại của mình như thế nào đó. Thì mình cũng không trông mong là bà sẽ có góc nhìn y như mình đâu, nhưng mà phần nào đó bà tin tưởng được cái sự mạnh mẽ của mình và cái cách mà mình đang chăm con nó có nhiều sự chu đáo và sâu sắc hơn thì bà sẽ yên tâm hơn thôi. Chứ chắc là sẽ rất là khó để mà bà sẽ có được cái nhìn giống như là mình. Còn trở lại cái việc mà Thùy Minh có nói là khi mà mình đã quyết định chia tay hay là đã chia tay rồi thì mình sẽ nói với các con như thế nào, là thầy nghĩ là thầy ủng hộ cách của Thùy Minh ấy. Vì đứa trẻ nó cũng cần được biết sự thật, mình không thể sống trong cái sự giả dối hoài đó. Khi mà lớn lên đứa bé nó phát hiện ra cái sự giả dối của mình thì nó sẽ rất là tức giận và nó sẽ không hiểu hết câu chuyện á.
kinh nghiệm từ nhiều gia đình mà thầy tư vấn được thì thấy nó tệ hại hơn rất là nhiều. Vì đứa bé đó nó cũng sẽ cảm nhận được và nó luôn luôn thấy có cái sự bưng bít trình diễn dối trá của người mẹ hoặc là người bố đó, thì nó sẽ không phục và nó sẽ âm thầm đau khổ. Thay vào đó thì đứa bé mà ở gần với người nào chăm sóc, thí dụ như ở gần với Thùy Minh, thì Thùy Minh sẽ dành rất nhiều thời gian để ở bên cạnh, để đi chơi, để đồng hành, để lắng nghe, để chia sẻ, để kể về cuộc đời của Thùy Minh, kể gần, kể xa, kể nông, kể sâu, kể rất là nhiều thứ. Đứa bé nó cứ tiếp thu, thì mình cũng phải chấp nhận cái phản ứng ban đầu của đứa bé. Nó sẽ hờn dỗi, nó sẽ giận dữ, nó sẽ than khóc, nó sẽ đòi là gia đình phải có đầy đủ. Nhưng mà từ từ, mỗi đứa bé hay là mỗi cá thể nó đều có cơ chế chấp nhận và thấu hiểu từ từ. À, tới một lúc nào đó nó sẽ cảm thông được với Thùy Minh và nó sẽ yêu thương Thùy Minh hơn nữa. Thế nhưng mà thì mình nhận thấy có một cái điều mà không phải cứ tỉnh táo là mình làm được, là cái chán ghét mà mình nói lúc đầu. Thì mình quan sát những cái người bạn của mình khi mà chia tay thì rất là hay nói xấu. Nói xấu ở đấy không phải là nói xấu sau lưng, mà nói xấu, nói ra những cái tật xấu mà trước mặt con cái hay là cho bản thân mình thôi. Và đúng là lúc chia tay thì cái sự xấu một là mình nhìn thấy nó rõ hơn, mình không được tô hồng với tình yêu nữa. Mình cũng thích nói ra để cho mình như một cái cơ chế tự bảo vệ bản thân là cái quyết định của mình là đúng, Đúng rồi. mình không tạo ra sự ân hận. Đúng rồi. Mình không ân hận, Đúng rồi. nhưng mà theo thầy thì mình tiết chế cái điều đấy như thế nào? Tại vì thỉnh thoảng nó sẽ hơi vô thức, mình cứ nói, chắc chắn là khi ai đấy mà hỏi mình là ơ thế dạo này chuyện tình cảm như nào, mình nói ơ mới bỏ nhau rồi, thì ngay lập tức là mình sẽ đưa ra lý do bỏ nhau, mà cái lý do đấy thì nó không bao giờ là nó là chuyện tốt đẹp hết. Thường là vậy đó. Thường khi chia tay thì khi ai đó hỏi đến mình, hoặc là chính bản thân mình suy nghĩ cũng phải là người kia có lỗi nhiều hơn. Thành ra mình phải nhất quán trong tư tưởng mình luôn là cái cuộc chia tay này là lỗi của hai bên. Dùng cái từ lỗi không hẳn nữa mà là duyên của hai bên đã hết đi. Để rồi mình biết chắc rằng là người kia sẽ có những cái thứ mình không có vừa lòng, không còn yêu thích nữa. Nhưng người đó vẫn có rất nhiều giá trị, ít nhất là giá trị trong mắt của đứa con của mình. Thành ra thầy cũng rất là muốn nhắc lại cái điểm là mình dùng rất nhiều nghệ thuật để từ từ mở cái câu chuyện đó ra theo cái lứa tuổi, sự cảm nhận của đứa bé. Và đồng thời là mình phải giữ hình ảnh người cha, người bố trong mắt đứa bé thật là đẹp. Tất nhiên là nó phải từ cái sự chân thành, sự cảm nhận chân thành của mình về hình ảnh người đó. Mình sẽ cắt cái phần khuyết điểm để qua một bên, hay là những cái điều mà họ làm tổn thương mình để qua một bên, và chỉ giữ những cái điều tốt đẹp nhất và nhắc đi nhắc lại những câu chuyện hay, những câu chuyện có giá trị, những câu chuyện tình yêu đẹp giữa hai bên đó, để đứa bé nó có điểm tựa về tinh thần. Rồi sau này đứa bé lớn lên hiểu được tâm lý con người có cái này cái kia đó, rồi mình mới từ từ nói ra những cái phần khiếm khuyết của bên còn lại nếu thấy thật sự là cần thiết. Còn cái việc mà mình bức xúc người kia hay là mình vẫn có những cái đớn đau khi người đó để lại những cái vết thương cho mình đó, thì chắc chắn là phải tìm một cái nơi nào đó để xả, chứ không có nên là Nuốt xả trước con của mình. lại. Thì cái cách nào để mà mình có thể chăm sóc những cái điều đó thì chắc là mỗi ngày là mình cũng phải có một cái khoảng nhìn lại để thấy rằng là cái hôn nhân này nó cho mình những cái thứ gì, những cái giá trị gì. Những cái mất mát là mình đã đau đớn, mình đã nghĩ về nó nhiều rồi, nhưng mà mình cần nghĩ nhiều hơn cái mình được trong cái hôn nhân. Ít nhất là một cái vốn sống, kinh nghiệm sống với một người mà một cái hành trình dài như vậy đó, chắc chắn là họ cũng đã hy sinh phần đời đó của họ với mình, và mình cũng đã hy sinh phần đời mình với họ. Thì hai bên chắc chắn là nếu như mình bỏ được cái thói quen là hay nghĩ vào những cái khó khăn yếu kém, thí dụ như khi mà có một cái điều bất như ý xảy ra đó, thì tâm lý phần lớn của chúng ta là chỉ chú ý vào những cái Những khó cái khăn khuyết này. điểm đó mà quên đi những cái điều thuận lợi còn lại. Thì với một cái người làm tổn thương mình mới rời đi đó, thì mình cũng sẽ nhìn vào cái vết thương nó nhiều hơn là nhìn cái tổng thể con người của họ. Thì có nhiều cách, thì thiền tập cũng là một trong những cách mà tụi thầy thường sử dụng, đó là luôn luôn nhìn vào những cái giá trị màu nhiệm đang hiện hữu, còn những cái khuyết điểm, những khó khăn đó thì từ từ mình sẽ ôm ấp và chuyển hóa sau. Cho nên mỗi ngày mình đều nhắc nhớ cho mình về những cái kỷ niệm đẹp hay là những giá trị mà người kia cho mình đó, và tự bản thân mình phải thấy rằng là cái hành trình mà mình ở bên người đó mình cũng nhận được rất nhiều giá trị.
từ đó mình có cái lòng biết ơn. Khi mà thì mình vẫn còn biết ơn người đó đã mang cái gì lại cho cuộc đời của mình, ít nhất là một thiên thần hay là một đứa bé của mình, thì mình sẽ vẫn còn để trong lòng mình một cái cảm tình đặc biệt, để mỗi khi nhắc về người đó thì mình vẫn có thể dễ dàng nói ra những cái hay cái đẹp, nhất là trước những đối tượng đặc biệt như là con của mình. Thực ra là khi mà hai người đã đồng thuận chia tay thì cái chuyện hết đấy nó sẽ luôn khó khăn, nhưng mà nó ít nhất cảm giác nó sẽ dễ hơn là chỉ có một người Đúng rồi. muốn chia tay. Và thường người ta cũng hay nhìn là cái người mà quyết định chia tay thì có vẻ mọi thứ nó dễ dàng hơn, là mọi thứ đều rất là tự chủ. Nhưng bản thân em thấy là cứ chia tay đã là đau đớn rồi, dù là tự chủ hay không. Và thì mình thấy là cái nỗi đau nó đến sau. Tức là lúc đầu khi mình quyết định chia tay thì bắt đầu nó rất là lý tính, nó là chuyện là nhà ở như nào, con cái ra làm sao, sắp xếp. Còn cái người mà tạm gọi là bị chia tay thì họ, cái đau đớn họ đến ngay lập tức. Thế nhưng mà khi mà họ trải qua đấy xong, họ giải quyết cái phần sau đấy nó rất là lý tính xong. Đấy. Nhiều khi cái câu hỏi ở đây là cho cái người cái giai đoạn mà khó khăn, mà khi mà mình bị động trong chuyện chia tay ấy, thì mình sẽ giải quyết như thế nào? Thì thầy nói một câu lý thuyết như vậy với rất nhiều đối tượng, có khi có tác dụng, có khi cũng không có tác dụng gì. Đó là thầy nói là bạn ơi, người đó đã trả cuộc đời bạn trở lại cho chính bạn rồi đó. Trong cái hành trình yêu thương nhau, bạn đã lao theo người đó. Có thể là hai người cùng đồng hành với nhau, nhưng mà bạn đã bỏ rơi chính mình từ rất lâu. Bạn đã không đủ thương yêu bản thân mình, bạn đã không đủ tự do để sống hết những cái đam mê của mình. Thì khi người đó hết còn xem bạn là số 1 trong cuộc đời người đó nữa, không có nghĩa là bạn sẽ không phải là số 1 của những người còn lại, hay là bạn không còn giá trị nữa. Người đó rời khỏi cuộc đời bạn vì người đó không có khả năng tiếp tục chăm sóc cái khu vườn tâm hồn của bạn, mà người đó trao cái chủ quyền đó lại cho bạn. Thì đúng là bạn sẽ rất là khó chấp nhận, vì trước nay là bạn đã quen giao cái chủ quyền đó cho người kia, hoặc là cả hai cùng hùng hạp với nhau. Là bây giờ giao trách nhiệm cho mình bạn thì bạn có phần chới với. Nhưng bạn biết không, là cái bạn nhận được đó là cuộc đời này của bạn á, là của bạn. Bạn đang làm chủ nó và bạn được quyền thiết kế nó theo cái kiểu bạn muốn. À, cái tự do đó có thể từ từ bạn sẽ cảm nhận sau cái đau thương này nó rút lui đó. Thì bạn sẽ cảm thấy rằng là thật ra trên cuộc đời này đó, thì cái người thương yêu mình nhất trên cuộc đời này cũng không phải là một ai đó đâu, mà phải là chính mình. Và người đó đó, họ có thương yêu mình nhất ở trên đời đi chăng nữa thì họ cũng phải thương yêu họ nhiều hơn cả chính mình nữa. Hai người á phải tự thương yêu cuộc đời của bản thân mình trước, rồi đến với nhau đó cùng chia sẻ cuộc đời với nhau á, thì cái liên hệ đó nó mới có thể vững bền được. Còn một bên mà lao qua một bên á để giao cuộc đời mình cho người kia, thường hay nghĩ rằng là mình thương một người nào đó, mình cưới một người nào đó để người đó làm cho mình có hạnh phúc á, là nguy cơ đổ vỡ sẽ rất là cao, vì không ai làm được điều đó cả. Họ chỉ đóng góp thêm một phần nào đó thôi. Có khi họ đóng góp tiếp tục mà mình còn không muốn nhận vì mình chán họ quá rồi. Vì vậy cho nên rằng là khi người đó kết thúc với mình á, thì trong đó nó có lẫn lộn rất nhiều tâm lý. Có tâm lý bị coi thường, có tâm lý bị bỏ rơi. Mình mất đi một cái nguồn cảm xúc dựa dẫm rất là lớn, một cái điểm tựa an toàn rất là lớn. Rất nhiều loại tâm lý lẫn lộn ở trong đó khác nhau. Rồi từ từ mình sẽ hồi phục từng tâm lý một. Rồi mình thấy tất cả những gì mình suy nghĩ đều không có giống như vậy đâu. Thật ra là cái bản năng sinh tồn mình rất là lớn, và trong người mình còn rất nhiều giá trị. Rồi mình cũng sẽ đứng vững được trong cuộc đời này. Và thấy câu chuyện rằng khi người đó trả cuộc đời của mình lại cho mình, thì có khi là mình sẽ biết ơn người đó vì đã đúng lúc mình cần được tiếp nhận cuộc đời mình lại để mình chăm sóc. Vì có ai hiểu cuộc đời mình bằng chính mình đâu, có ai chăm sóc bản thân mình tốt bằng chính mình đâu. Thì cái đau đớn nào rồi nó cũng theo cái nguyên tắc của impermanence, là nó sẽ suy yếu, rồi nó sẽ kết thúc, rồi nó trả lại cái con người chân thật của mình. Tức là cái duyên thì nó sẽ không kết thúc trừ khi là chính chúng ta muốn. Nếu mình vẫn rất là yêu người kia
Thì cái sự hết này nó chỉ là tạm thời. Và chắc là có nhiều người cũng có thể chia sẻ cái này, tức là cái sự chia tay xong rồi nó vẫn có thể quay lại nếu mình vẫn còn yêu cơ mà, đúng không? Thì kỳ lạ là cái thời gian mà thì mình đọc cái cuốn Hiểu Về Trái Tim lại là cái chính là cái khoảng đó, cái khoảng là người kia là chia tay mình rồi nhưng mình vẫn cảm thấy là mình muốn tiếp tục với người này. Thì đúng như thầy nói là lúc đấy là thực tập những cái nhìn sâu vào bản thân và chờ thời, tức là chờ đến cái lúc mà có thể một cái lúc mà nó tùy duyên hơn. Và cũng là có cái chữ duyên ở trong cuốn Hiểu Về Trái Tim là mình cảm giác à, người ta đang muốn chạy đi bởi vì mình không có, nó chưa, không thể là chỉ có mình quyết định được. Mình muốn nhiều thứ quá, mình cứ muốn phải lấy hết về, nhưng mà người ta cũng phải tiến lên phía mình thì mình mới có được. Thì mình chờ thời, thì mình chờ đến đủ lâu thì mình quên mất. Tức là cứ tưởng là sẽ nhất quyết cuộc đời này phải yêu người đấy. Nhưng được vài tháng trôi qua đi du lịch và vui thú với bản thân rồi thì lại thấy không cần người đấy nữa. Thì đó, nhận thức mình thay đổi đó thì mình đấy. Nhưng mà cũng có những người mà họ quay vòng lại, họ yêu lại nhau. Thì chuyện này có hiếm hay không? Cũng hiếm á chứ. Hiếm có lắm mà. Nhưng mà cũng xảy ra được chứ, đúng không ạ? Tức là có xảy ra được. Và nó có cả trường hợp là người ta vẫn còn yêu nhau mà người ta chấp nhận sống xa nhau. Vì mình tạm gọi đó là một thứ true love, một cái tình yêu chân thật á. Và họ không cần phải ở bên nhau nữa. Cho dù người kia có đồng hành với ai đi chăng nữa thì họ vẫn có một cái vị trí nhất định trong tâm hồn người kia. Và người kia cũng có vị trí nhất định trong tâm hồn của họ. Có thể nó sẽ phát triển thành một kiểu tình yêu khác nữa. Tình yêu kiểu khác nữa. Tình bạn. Từ nãy giờ mình nói cái chuyện hết vẫn là chuyện cá nhân, có một chút những cái mối quan hệ liên quan. Nhưng mà thực tế là có những cái lý do mà nó hoàn toàn là bên ngoài. Thì mình gần đây có phỏng vấn một nhân vật cũng đặc biệt, bà Xuân Phượng, là cái người 93 tuổi và sống qua hai cuộc kháng chiến. Thì đúng nghĩa là tình yêu bị chia cắt bởi chiến tranh. Tất nhiên là ngày nay thì chúng ta không có những cái lý do nó quá nghiệt ngã như là chiến tranh phải xảy ra khiến cho người ta chia cắt. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ có những cái lý do mà nó hoàn toàn không phải cho cá nhân. Thì mình tò mò là có những cái lý do đấy nó nằm ngoài ra sự kiểm soát hay không? Hay là về bản chất tâm trí của chúng ta vẫn kiểm soát được, chỉ là chúng ta yếu đuối và vin vào những cái lý do bên ngoài thôi? Những cái tác nhân bên ngoài cũng có đóng góp nhưng mà đóng vai trò phụ thôi. Thực sự bên trong mình đã có sự thay đổi. Người ta nói xa mặt cách lòng mà. Xa mặt rồi thời gian kéo dài, bên trong có nhiều thay đổi mà chính bản thân mọi người không có nhận ra hết được. Nhiều khi mình chỉ còn yêu thương người kia một cách lờ mờ thôi. Vì bên trong mình đã có những cái nhận thức mới về một cái mẫu hình lý tưởng hay là một đời sống hôn nhân. Ngày xưa thì mình thích bay bổng hơn, còn bây giờ mình muốn an toàn, vững chắc hơn. Thì mình đổi cái hướng như vậy thì chắc chắn là mình sẽ đi tìm một đối tượng khác. Bên trong mình có rất nhiều sự thay đổi mà mình không biết hết được. Nên sẽ chủ yếu vẫn là mình tại mình thôi, đúng không ạ? Thành ra trong các cặp đôi rất là cần được hiểu về nhau. Vì hiểu coi là bên kia hiện giờ như thế nào, tình cảm ở cái mức nào, mà không phải là chỉ nói ra mới hiểu mà bản thân mình phải có cái sự cảm nhận. Tuy nhiên là việc mà ngồi lại với nhau để mà chia sẻ những cảm xúc thật về nhau đó là rất là cần thiết. Càng được nói chuyện, càng được trao đổi sâu, rồi càng được có thời gian để nhìn ngắm cái mối liên hệ của mình thì người ta mới có thể kịp điều chỉnh những cái thay đổi bất chợt ở từ phía hai bên. Đôi khi có một bên họ không có đủ vững, dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, thì mình là partner của họ, mình là đối tác của họ thì mình phải giúp họ quay trở về đúng với quỹ đạo, chứ không phải là lúc nào mình cũng thách thức đòi hỏi bên kia là phải đi đúng đường, phải giữ nguyên cái sự chung thủy đối với mình, mà mình còn phải giúp đỡ họ nữa đó. Lứa đôi là phải em ngã thì anh nâng, đôi khi anh ngã thì em cũng nâng. Có những cảnh báo, có những nhắc nhở, có những cái sự tiếp sức, có những sự đánh thức, và có cả sự bao dung để đưa người đó trở về đúng với cái liên hệ mà hai người đang được vun đắp. Vì không phải ai cũng tài giỏi trong việc thiết kế liên hệ tình cảm. Có những người có rất nhiều tài năng, có rất nhiều sự thông minh, nhưng mà họ rất vụng về trong tình cảm. Mặc dầu là họ yêu thương là chân thật đấy, nhưng mà họ thương theo bản năng thôi. Còn thương một cái người mà có tâm lý khá phức tạp hay là quá sâu sắc á, thì họ có thể bị thất bại. Mình còn phải giúp đỡ bên kia rất nhiều để họ phát triển thêm những cái kỹ năng gọi là thấu hiểu nhau, rồi mới có thể thương yêu nhau sâu sắc được.
Thì mình muốn nhắc đến một cái, thực ra khi mà hai người vẫn còn ở đấy, chuyện hết hay chuyện còn vẫn còn có thể trò chuyện và xử lý giải quyết. Tuy nhiên có những cái mối quan hệ nó chấm dứt do nghịch cảnh. Đột nhiên cái người đồng hành với mình họ họ gặp tai nạn, họ qua đời. Cái chuyện hết đấy nó rất là may mắn là thì mình chưa và sẽ không bao giờ muốn trải qua. Nhưng thì mình không biết là cái tổn thương của cái chấm dấu chấm hết đấy nó như thế nào mà người ta sẽ phải vượt qua như thế nào đấy. Rất là lớn, rất là lớn. Nếu mà so với một cái sự chấm dứt mà do bội phản á, thì thầy thấy rằng là cái mất mát trong cái ví dụ đầu tiên mình đưa ra đó là vì một cái tai nạn nào đó mà người kia mất đó, nó sẽ mau lành hơn là sự bội phản. Họ sẽ luôn giữ hình ảnh đẹp, những kỷ niệm đẹp, vì họ vẫn còn đang yêu, thậm chí là tình yêu đó sẽ còn hoài mãi. Dầu sau này họ có thể đồng hành với một người khác đi chăng nữa thì họ vẫn còn một cái vị trí rất là quan trọng của người kia trong trái tim của họ. Còn với một người bội phản đó thì cho dù trước kia có rất nhiều tình nghĩa với nhau, rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, nhưng mà tâm lý bị tổn thương khi bị bội phản, họ sẽ xóa sạch hết. Họ sẽ rất là căm phẫn, họ sẽ luôn nghĩ xấu về cái đối tượng mà đã bội phản họ. Cái đau đớn đó nó cứ giày xéo, nó cứ cắt vào da thịt họ, cắt vào trái tim họ từng ngày từng giờ. Thì thầy nghĩ là cái đau đớn thứ hai nó sẽ nặng hơn rất nhiều và khó phai. Nó mang tính tàn phá. Còn cái đau đớn kia nó đau một lần nhưng mà nó có cái lung linh, nó có sự chiếu sáng, nó có sự tôn thờ, nó có cái gì đó để mình nương theo, mình dựa vào mỗi ngày, hướng về cái người mà mình thương yêu, mà mình trân quý đã không còn có mặt nữa. Nó có tính nuôi dưỡng hơn. Nhưng mà trong cái hành trình tu bụi đó, thầy có tiếp xúc một nhân vật rất là đặc biệt, đó là ông lão đó. Vốn là một giáo sư dạy về sinh vật học, 84 tuổi, thì bà lão đã mất trước đó 4 năm. Nhưng mà ông lão ở có một mình trong cái căn nhà rất là rộng. Mỗi buổi sáng sớm vào khoảng 3 giờ rưỡi đó, thì ông lão dậy sớm để đốt cái lò sưởi bằng củi ở bên phòng của bà lão. Và trong phòng đó mọi thứ vẫn để y nguyên như là bà cụ vẫn còn sống vậy đó. Mình bước vào trong căn phòng, mình ngạc nhiên, mình nghĩ là bà cụ vẫn còn ở đây chứ, vì tất cả mọi thứ có hoa, có nến và có lò sưởi, nhưng mà bà cụ đã mất trước đó là 3 năm rồi. Ông lão thì mỗi 3 giờ rưỡi là thức dậy và làm đều đặn mỗi ngày như mỗi ngày. Thì thầy có hỏi ông lão là ông có nhớ bà nhiều không, thì ông nói dĩ nhiên là nhớ, nhưng mà mỗi năm mỗi khác, mỗi tháng mỗi khác. Hỏi khác là khác như thế nào? Thì ông nói rằng là lúc đầu thì dĩ nhiên là ông nghĩ là tâm lý của ông cũng giống như là bao nhiêu người, là muốn cái hình hài người đó ở bên cạnh mình, để mình được nắm tay, để mình được ở bên cạnh bên, để mình được trò chuyện tâm sự. Nhưng mà càng về sau á, thì ông lại thấy bà có mặt ở trong cái căn nhà này, ở trong căn bếp đó, ở bên cái lò sưởi đó, ở trong cái chiếc giường đó, ở trong cái khu vườn đó, hay là nghe cái giọng nói đó. Rồi có lúc ông lại thấy bà ở trong các con của mình, ở trong các cháu của mình. Rồi tới một lúc ông thấy rằng là bà cũng ở trong ông nữa. Và ông thấy rằng mỗi lần ông ngồi, ông đốt lò sưởi, ông ngồi yên như vậy là ông ngồi yên cùng với bà, cùng đọc sách với bà, cùng thở với bà. Mỗi lần ông đạp xe ở trên đồi, là đi giúp đỡ của những người già neo đơn ở gần đó, ông thấy ông đang làm những công việc đó cùng với bà. Thì nghĩ là ông này đạt một cái thấy giống như trong đạo Phật nó gọi là vô tướng, tức là formless, tức là mình có thể nhìn thấy cái người yêu thương mình xuyên qua cái hình tướng, nó không còn trên một cái hình hài cố định nữa, mà trên những, đầu tiên cạn nhất là những kỷ vật, sau đó là những kỷ niệm, rồi những cái giá trị sâu sắc thuộc về tâm hồn đi vào trong nhau đó. Thì họ thấy họ ở trong nhau như vậy thì thầy nghĩ rằng là họ không còn cô đơn nữa rồi. Họ đã thấy được cái, ở trong đạo Phật gọi là cái true nature, cái bản chất thật của cái đối tượng thương yêu. Mà ông lão này chỉ là người đọc sách thôi đó, đọc rất nhiều sách triết và sống một mình mà tinh thần rất là khỏe khoắn, rất là yêu đời, rất là vui vẻ, chứ không phải là rất là yêu vợ, nhưng mà không có bi lụy, không có sầu khổ, vì ông có cái thấy như vậy. Thì điều này rất là đáng kinh ngạc, một người bình thường mà có được cái thấy đó. Đúng là suy cho cùng cái tâm trí và cái khả năng yêu bản thân nó sẽ giúp mình
Và thì mình tin rằng là tâm trí mình có thể vượt xa. Trong khi yêu có thể mình có mụ mị, nhưng mà từ từ mình bình tĩnh, rồi mình nhìn cái cuộc đời mình rộng ra và đi sâu vào cái bản chất của thương yêu, để rồi mình thấy tình yêu có nhiều giá trị rất là tuyệt vời. Nó làm cho con người ta trở nên sâu sắc hơn, rộng lớn hơn, và có thể đi sâu vào cái cung bậc của tình yêu. Người ta còn có thể nâng cuộc đời người khác lên và có thể tìm thấy nhiều cái nghĩa đẹp của đời sống từ những liên hệ tình cảm đó, chứ không phải ai yêu cũng khổ như là thi sĩ Xuân Diệu nói đâu, như là mọi người nghĩ. Cái quan trọng là trong quá trình yêu đó mình sẽ phát triển cái liên hệ tình cảm nó như thế nào, rồi mình phát triển bản thân mình như thế nào, để rồi mình có cái thấy về cái tình yêu giữa mình với người đó như thế nào, có cái thấy về cái đối tượng mình thương yêu như thế nào, rồi tìm bản chất của tình yêu của nhau như thế nào đó. Rời bớt cái phần tục lụy của cái cảm xúc ham muốn của cái phàm tục con người, để người ta tiếp những cái tầng tiếp xúc được những cái tầng sâu hơn trong cái liên hệ tình cảm. Cái số lượng đó có thể là cũng ít, nhưng mà chắc chắn là có người làm được, mà không nhất thiết phải là một nhà tu hành. Nhưng mà chúng ta lại đang ở tập hết khi mà tình yêu kết thúc. Nhưng mà như ở trong tuệ giác của đạo Phật là không có gì là gọi là vô chung, tức là vô thủy và vô chung. Không có gì là bắt đầu, cũng không có gì là kết thúc. Mọi thứ trên cuộc đời này là sự tiếp nối ở dạng này hay là dạng khác thôi. Thì mình gọi là tạm ngưng một cái liên hệ vợ chồng hay là một liên hệ lứa đôi để chuyển sang một cái trạng thái khác. Đó là cái sự chọn lựa hoặc là cái cách nhìn của mình Thì em sẽ đổi để mọi tên, thứ nhẹ nhàng hơn. sẽ đổi tên tập này tạm ngưng. Tạm ngưng. Và đây mới là tập đầu tiên Tập đầu tiên. của podcast Yêu Lành. Chúng ta tạm ngưng lại một cái mối liên hệ nào đó. Và thì mình cũng tin là có nhiều người có thể đang loay hoay với cái quyết định này. Có thể phải đang chịu đựng cái quyết định này trôi qua người mình, hoặc cũng có thể là đang là tư thế nhìn lại. Nhưng mà để yêu lành thì đúng nghĩa là tâm mình cũng phải lành, cũng phải có một cái sự an yên trước. Thầy còn cái nốt gì cho cái tập này hay không ạ? Như nói về khổ đau, suffering, thì thầy cũng hay nói với các bạn rằng là dẫu rằng là không có ai muốn khổ đau trên đời này cả. Cảm giác khổ đau nó ghê gớm lắm, và thầy cũng đã từng đi ngang qua nó. Và chắc chắn là chúng ta có mặt trong cuộc đời này thì chúng ta phải trải nghiệm qua nó. Dầu rằng là chúng ta bị động hay là chúng ta tự chọn lấy nó để chuyển cuộc đời mình sang một cái khúc quanh khác. Nó rất là đau đớn, nó rất là vật vã. Nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều từ cái khổ đau đó, sẽ được trưởng thành hơn. Để rồi những nhân duyên khác sắp đến, chúng ta sẽ biết cách trân quý và sử dụng nó như thế nào để nó trở thành những điều kiện hạnh phúc lâu dài nhất có thể trong khả năng của mình. Nghĩa là cái đau khổ nó điều chỉnh chúng ta lại nhiều thứ lắm. Còn nếu mà cuộc sống mình nó không có những cái cú vấp ngã hay là những cái trận bão lớn như vậy đó, thì mình sẽ hay mắc kẹt ở cái trình độ đó đó, mình thậm chí là mình đi thụt lùi nữa. Còn những cái trận bão lớn, những cái cú vấp ngã đó, nó buộc mình phải quay trở về với bản năng sinh tồn của mình, buộc mình phải dừng lại để nhìn sâu sắc về tổng thể cuộc đời của mình, buộc mình phải thay đổi rất nhiều để tiếp tục tồn tại và phát triển. Thì nó làm cho con người mình được điều chỉnh lại và trở nên hay ho rất nhiều. Thường thường những người sau những cái biến cố đó, nếu mà họ có nhìn lại, học hỏi được, thì họ bao giờ cũng hay ho hơn. Và chắc chắn là sau này họ có những cái mối liên hệ tình cảm sẽ đẹp đẽ hơn, lâu bền hơn. Cảm ơn thầy Minh Niệm. Cảm ơn khán giả. Hy vọng là qua vài tập của Yêu Lành thì chúng ta sẽ đi qua các cái bản chất của tình yêu. Đôi khi điểm kết thúc là điểm mở đầu. Cảm ơn mọi người và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những tập tiếp theo. Cảm ơn thì mình. Cảm ơn các bạn.